Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Buổi chiều ngày hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2024, Giải trí miền Tây xin cập nhật tình hình giá mít Indo luộc đỏ và giá mít Thái Lan liên tục có giá chính thức để bà con cập nhật và tham khảo. Giá mít luôn biến động trên thị trường. Chính vì thế cô chú các anh chị và các bạn hãy thường xuyên theo dõi để biết thông tin về giá mít. Giải trí miền Tây cập nhật giá mít liên tục để cô chú các anh chị và các bạn có giá chính thức để tham khảo. Ngoài tình hình giá mít, Giải trí miền Tây còn cập nhật tình hình giá các loại nông sản khác. Mời cô chú các anh chị và các bạn trở về trang chính để tìm những video thích hợp để theo dõi. Giá mít hiện nay đang biến động, mong tình hình giá mít sẽ tăng cao và cao hơn nữa cho bà con có được lợi nhuận. Trong mít Thái Lan cũng như mít Indo luộc đỏ, cô chú các anh chị và các bạn chú trọng vào đi phân đúng kỹ thuật, chăm sóc đúng thời tiết và tình hình bao trái chuẩn để trái to, đẹp, tròn về chất lượng, về trái, mẫu mã đẹp, hình thức bên ngoài bắt mắt và chất lượng bên trong ngon. Phân loại mít được phân loại như sau: mít nhất 9kg trở lên, kem nhì 7kg trở lên, mít kem 3 4kg trở lên. Đó là phân loại mít Thái Lan ở khu vực miền Tây. Thương lái ngoài phân loại mít theo tiêu chuẩn trên còn phân loại theo chất lượng trái mít, dáng da và chất lượng trái đẹp ngon sẽ cao hơn phân loại mít chợ, mít nhất, mít nhì khác nhau. Sau đây là bảng cập nhật cho mít Thái Lan buổi chiều ngày hôm nay có giá như sau. Khu vực miền Tây, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, mít kem lớn có giá 19.000 đồng 1kg, kem nhì 9.000 đồng 1kg, mít kem 3 5.000 đồng 1kg, rớt lớn 14.000 đồng 1kg, rớt nhỏ 9.000 đồng 1kg. Mít chợ ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang có giá 3-4.000 đồng 1kg. Tiếp theo là tình hình giá mít ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang, kem lớn 20.000 đồng 1kg, kem nhì 10.000 đồng 1kg, mít kem 3 có giá 6.000 đồng 1kg, rớt lớn 15.000 đồng 1kg, rớt nhỏ 10.000 đồng 1kg. Mít chợ ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang có giá 4.000 đồng 1kg. Tình hình giá mít ở khu vực Tiền Giang, kem lớn 21.000 đồng 1kg, kem nhì 11.000 đồng 1kg, mít kem 3 có giá 7.000 đồng 1kg, rớt lớn 16.000 đồng 1kg, rớt nhỏ 11.000 đồng 1kg. Mít chợ ở khu vực Tiền Giang có giá 4-5.000 đồng 1kg. Đây là giá mít thương lái thu mua tại vườn. Khu vực Tiền Giang giá luôn cao hơn những khu vực khác bởi nằm trên trục giao thông trọng yếu, tập trung rất nhiều dựa mít lớn ở đây nên khu vực Tiền Giang giá luôn cao hơn so với những khu vực khác, dễ lưu thông phân tán đi tất cả các nơi thu gom mít cũng như tất cả các nơi dễ tập trung về khu vực Tiền Giang. Tiếp theo là tình hình giá mít ở khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu. Mít kem lớn có giá 9.000 đồng 1kg, kem nhì 6.000 đồng 1kg, mít kem 3 có giá 3.000 đồng 1kg. Mít chợ ở khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu có giá 2.000 đồng 1kg. Tình hình giá mít ở khu vực Tây Nguyên, kem lớn 7.000 đồng 1kg, kem nhì 5.000 đồng 1kg, mít kem 3 có giá 3.000 đồng 1kg. Mít chợ ở khu vực Tây Nguyên có giá 2.000 đồng 1kg. Giá mít luôn biến động và tình hình giá mít ở khu vực Tây Nguyên luôn thấp hơn so với những khu vực khác bởi nơi đây là khu vực xa những trục lộ chính, xa những vựa mít lớn, xa những tuyến đường giao thông trọng yếu. Nên cô chú các anh chị và các bạn muốn giá cân bằng, cô chú các anh chị và các bạn hãy tập trung vào đi phân đúng kỹ thuật, bao trái đúng thời điểm để trái mít đẹp, da dáng và chất lượng trái mít ngon. Vấn đề xa hay gần những trục lộ chính, xa hay gần những vựa mít lớn, xa hay gần những trung tâm thành phố rất quan trọng, bởi nếu vườn mít của cô chú các anh chị và các bạn tập trung gần những vựa mít lớn, gần những trục lộ chính, giá thương lái thu mua cao hơn so với những nơi xa. Tình hình thu mua khác nhau 1-2.000, đó là vấn đề vận chuyển của thương lái nên giá mít luôn chênh lệch từng vùng miền khác nhau là như vậy. Tiếp theo, Giải trí miền Tây chia sẻ về mít Indo luộc đỏ. Với Indo luộc đỏ, cô chú các anh chị và các bạn chú trọng vào việc đi phân, bởi nếu cô chú các anh chị và các bạn đi phân không đúng kỹ thuật, trái mít sẽ chua, chất lượng không ngon, bán không được. Chính vì thế, phân của mít Indo luộc đỏ, cô chú các anh chị và các bạn chú trọng vào phân hữu cơ và những loại phân phù hợp để trái mít ngon ngọt.
Vấn đề thụ phấn của trái mít Indo ruột đỏ cũng khá quan trọng, bởi nếu cô chú các anh chị và các bạn để trái ở thời điểm mưa, gió nhiều, thụ phấn kém chất lượng, trái mít nhỏ, không đẹp, méo và chất lượng trái không ngon so với cô chú các anh chị và các bạn để đúng thời điểm, trái mít sẽ to, đẹp và bán được giá mít nhất, mít nhì cao hơn so với những loại mít nhỏ hơn bán mít không có giá trị bằng. Tiếp theo đây là bản cập nhật giá mít Indo ruột đỏ buổi chiều ngày hôm nay có giá như sau. Mít Indo ruột đỏ loại nhất 9kg trở lên có giá 43 đến 45 ngàn đồng một ký. Mít loại nhì từ 7 đến 9kg có giá 33 đến 35 ngàn đồng một ký. Hàng B rất lớn có giá 24 đến 26 ngàn đồng một ký. Rất nhỏ 14 đến 16 ngàn đồng một ký. Mít chợ loại nhất có giá 12 đến 14 ngàn đồng một ký. Chợ loại 2 có giá 6 đến 7 ngàn đồng một ký. Loại sơ yếu nước có giá 2 đến 3 ngàn đồng một ký. Vườn mít vào xa hay gần, những chục lầu chính hay những vựa mít lớn cũng có giá khác nhau, 1 đến 2 ngàn. Đó là chi phí của các thương lái vận chuyển và chênh lệch cao hay thấp khác nhau. Nếu chăm sóc mít Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn nên chăm sóc bao trái, những dụng cụ bao trái phù hợp để da mít đẹp và dáng mít to, tròn và chất lượng mít cao. Cô chú các anh chị và các bạn bán giá sẽ cao hơn so với những loại mít mà trái không đạt chuẩn bằng. Giải trí miền Tây xin nhắc lại, giá mít Indo ruột đỏ loại nhất 9kg trở lên có giá 43 đến 45 ngàn đồng một ký. Mít loại nhì từ 7 đến 9kg có giá 33 đến 35 ngàn đồng một ký. Hàng B rất lớn có giá 24 đến 26 ngàn đồng một ký. Rất nhỏ 14 đến 16 ngàn đồng một ký. Mít chợ loại nhất có giá 12 đến 14 ngàn đồng một ký. Mít chợ loại 2 có giá 6 đến 7 ngàn đồng một ký. Loại mít sơ yếu nước có giá 2 đến 3 ngàn đồng một ký. Bởi trong giai đoạn mít đã vào vụ nên giá biến động lên xuống. Bà con hãy theo dõi nắm tình hình. Giải trí miền Tây cập nhật giá thường xuyên khi có biến động. Mong rằng giá mít ở thời điểm này giá sẽ tăng cao và còn tăng cao hơn nữa, để cô chú các anh chị và các bạn những nhà vườn có được thu nhập, có được lợi nhuận cao hơn để yên tâm sản xuất. Giải trí miền Tây ngoài chia sẻ về mít Thái, mít Indo ruột đỏ còn chia sẻ về giải trí, về nông nghiệp, về giá cả. Mời cô chú các anh chị và các bạn trở về trang chính để tìm những video thích hợp theo dõi. Cô chú các anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh, like, ấn vào cái chuông để luôn nhận được video sớm nhất mỗi khi giải trí miền Tây phát hành video mới. Xin nói lời chào, hẹn gặp lại video sau.